Chào Quang Trung. Hello Thiên Bình. Buồn quá. Chào Ngọc Tiến. Gọi gì? Chào Hùng Doraemon. Không biết sao buồn nữa. Chào Phạm Văn Thế. Chào Hồ Công Tấn. Cường Đô La. Ăn hành thôi. Cảm ơn Phạm Văn Thế. Nguyễn Văn Định. Kha Nguyễn. Chào Đường Công Lê. Sư Bi Hình. Bùi Lập. Quên ngay đã đi lê đi luôn nè. Chào ba đứa em. Chào Hoàng Nhật Minh, Hoàng Dương. Cái tên gì mà dài thế? Khương Nguyễn Thế Khương. Mở bộ lưu trú thì cho anh bay qua. Chào Văn Tân. Chào cuộc sống nè. Chào
là bỏ phí cho Duy Nghĩa nên ở Sài Gòn. Chào sống khác. Tôi mới bé thế vì em mới không được to. Nguyễn Văn Dũng lắc luôn. Thằng khờ yêu chị đại. Có làm gì đâu. Chào Hồng Thi, sao khóc vậy? Em đâu có khóc đâu. Chào thằng Lì. Hello các thầy phú. Thằng cờ Tình Nguyễn. Hello Trường Sơn. Không có khóc. Buồn vì không có được vui. Hết luôn thành viên Nguyễn Nhật. Em 97. Dạ buồn vì không được vui. Hello Lê Văn Hiếu. Sớm mà. Ba Trường Sơn, Nguyễn Nhật, Tà Nha Xô, chào Nguyễn Ngọc Triều, nãy giờ em đang nói chuyện mà. Chào Vinh Vân. Bùi Biển. Đừng có chị nữa.
Kiểu trang, kiểu trang. Không ngờ lại gặp chị trên này. Hai ca chị 97 chị ơi em yêu em. Ôi. Ờ 97 mà giống 79. Giống 80 luôn cho 79 gì. Chân nhẫn mô. Kiểu như là cùng cảnh ngộ với nhau ấy nên hay vào mấy cái nhóm này chắc luôn. Cảm ơn Trần Huy, quan trọng là thằng Thái nha. Đúng rồi. Được. Cậu ba. Sao anh lại ở đây nữa? Trời ơi. Em vừa nói xong chị ơi. Người quen nữa rồi, sắp hai người rồi đấy. Có đạo gì? Em tính thả miếng thính đó mà gặp hai người rồi. Mình hạnh phúc. Tối có làm gì đâu bạn. Bye bye. Tay thì ngủ.
Chào, yêu mình sợ.